Đây là bộ phim hành động mới nhất của Thành Long năm 2023, với những pha võ thuật vô cùng đẹp mắt, cùng khả năng tấu hài rất chi là vui nhộn, qua đó tạo ra một bộ phim trên cả tuyệt vời. Thôi không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu bộ phim. Tại vùng sa mạc Trung Đông, nhà máy lọc dầu của Trung Quốc liên tục bị tấn công bởi các phần tử bên ngoài, làm cho giáo sư Cheng phải yêu cầu giải cứu. Người được cử tới đây lần này không ai khác chính là đặc vụ Thành Long. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm vì phải sơ tán 500 người đến nơi an toàn, qua đó bọn họ phải nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Trong khi đó, nam chính Chit lại đang vô tư chơi golf. Không lâu sau, em của anh ta là Henry tìm tới. Henry nói rằng bản thân đang có một kế hoạch lớn, có thể kiếm được 5 triệu đô la. Đó là chiếm đóng và lấy trộm dầu của công ty Trung Quốc. Tuy vậy, Chất chẳng hề có hứng thú, vì cuộc đời anh đã trải qua rất nhiều cuộc chiến. Khi này anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình của mình. Nói xong, Chít cứ vậy lái xe rời đi. Vừa về đến nhà thì tên Owen lại tìm đến. Hắn ta là một gã nhà giàu với lòng tham không đáy. Ngay khi gặp được Chít, hắn đã vào thẳng vấn đề, muốn cùng anh tham gia vào phi vụ sắp tới. Nếu thành công, cả ngôi làng của nam chính sẽ được sống trong sung túc. Owen cũng nói rằng Henry đã đồng ý tham gia rồi. Bây giờ nam chính mà chịu giúp hắn thì chiến dịch lần này chắc chắn sẽ thành công. Nhưng vẫn giữ quan điểm trước đó, Chất đã từ chối hắn ta. Trong nhà máy lúc này tình hình cũng rất căng thẳng. Thành Long cùng những người khác đang cố gắng họp bàn để tìm đường sơ tán. Khi này tất cả những con đường đi ra bờ biển đều đã bị địch chiếm đóng, giờ chỉ có một đường duy nhất, đó là xa lộ tử thần. Nhưng con đường này nổi tiếng với việc nguy hiểm, đây là nơi tập trung rất nhiều đạo tặc. Tuy vậy giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, mà họ vẫn phải liều đi qua con đường ấy. Ngay sáng hôm sau, bộ phận điều khiển đã được tắt hết, tất cả được vô hiệu hóa trong chiếc USB của giáo sư Cheng. Bên ngoài rất nhiều xe cũng đã có mặt, mọi người cũng nhanh chóng lên xe. Thành Long lái chiếc xe đầu tiên để dẫn đoàn, các xe sẽ liên lạc với nhau thông qua một bộ đàm. Ngoài ra còn có thêm 3 trực thăng hộ tống đoàn. Cứ nghĩ rằng như vậy đã an toàn lắm rồi, nhưng không lâu sau bọn họ đã đến xa lộ tử thần. Hai bên đường có rất nhiều chiếc xe đã bị bắn nổ, cho thấy đoạn đường này nguy hiểm đến thế nào. Nhưng để đến được bờ biển thì bắt buộc họ phải vượt qua nó. Không lâu sau bất ngờ xuất hiện một trận bão cát. Biết rằng đây có thể là một cái bẫy, nên Thành Long đã dặn tất cả mọi người hãy cẩn thận. Các tài xế hãy cố gắng chạy sát nhau. Ai ngờ khi này bộ đàm đã bị cắt và không thể liên lạc với nhau. Bên ngoài lại có sự xuất hiện của rất nhiều chiếc xe lạ. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là đám đạo tặc. Mục tiêu bọn chúng nhắm đến là giáo sư Cheng. Lợi thế với những chiếc xe vô cùng nhỏ gọn, đám đạo tặc cứ vậy bám đuổi sát đoàn xe, đợi tới khi thời cơ thích hợp liền phóng ra một móc sắt dính vào xe VIP, sau đó thuận lợi leo lên nóc xe VIP, rồi cứ vậy phá vỡ cửa kính đột nhập vào trong xe. Tuy rằng những đặc vụ bên trong đã cố gắng chống trả, nhưng kết quả vẫn không phải đối thủ của đám này. Bọn họ nhanh chóng bị hạ gục, chấp nhận để đám đạo tặc này khống chế chiếc xe, rồi bọn chúng bẻ lái những chiếc xe ấy ra khỏi đường chính. Đến khi ra khỏi được bão cát họ mới dừng lại kiểm tra, bây giờ mới phát hiện bọn họ đã mất 2 chiếc xe. Trực thăng sau khi được thông báo cũng bay đầu, hai bố con Thành Long cũng nhanh chóng lên máy bay. Bọn họ sẽ đi tìm 2 chiếc xe bị mất tích kia. Từ trên cao nhìn xuống trận bão cát, họ mới biết đây là trận bão nhân tạo. Đám đạo tặc đã sử dụng những chiếc xe có gắn động cơ phản lực để thổi cát. Bảo sao trận bão khi nãy lại chỉ có đúng một đoạn. Bay thêm vài quả núi nữa họ phát hiện ra chiếc xe VIP đầu tiên. Cô đặc vụ khi này cũng thông báo bọn họ có một đám người Mỹ tấn công. Những người kỹ sư điều khiển nhà máy dầu đều đã bị bắt đi. Phía các Henry cùng đồng bọn cũng đang dẫn giải tiến sĩ sang xe của bọn chúng. Đây mới là mục tiêu thực sự mà đám này nhắm đến. Sau đó dẫn họ về căn cứ của Owen. Trong khi đó bây giờ Thành Long mới tìm được chiếc xe còn lại, nhưng chỉ còn dân thường bên trong. Giáo sư cùng trợ lý của bà đều đã bị bắt đi. Trong căn cứ, Chit biết được em trai làm tay sai cho Owen thì rất bực mình, đang định dạy cho hắn một bài học thì bị tên Owen ngăn cản. Lúc này hắn ta lại đưa cho nam chính một lời đề nghị khác. Biết rằng bắt giáo sư Cheng thì sớm muộn gì Thành Long cũng tìm đến đây, nên Owen muốn thuê Chit ngăn cản Thành Long, đổi lại anh sẽ có 200.000 đô đút túi. Nhưng Chit vốn là người chẳng hề quan tâm tới tiền bạc, cứ vậy từ chối hắn ta rồi lên xe đi mất. Ai ngờ điều đó đã khiến Owen tức giận. Hắn cứ vậy rút súng bắn gục em trai của Chuyết. Trong khi đó trên đường trở về, Chuyết cũng bị phát hiện bởi trực thăng của Thành Long từ trên cao, rồi cứ thế đi theo Chuyết về tới tận ngôi làng của anh. Lúc này Thành Long mới xuất hiện đòi Chuyết trả người. Tuy vậy Chuyết đã nói rằng bản thân không gây ra việc này, nhưng anh biết hiện giờ bà giáo sư cùng đám trợ lý đang ở đâu. Nếu thích thì tôi có thể đưa anh tới đó. Sau đó cả hai người mới lên xe tới căn cứ của Owen khi nãy. Ai ngờ khi tới đây mới biết bọn chúng đã đi nơi khác rồi, chỉ còn lại xác của Henry. Nhìn thấy xác em trai mà Chuyết vô cùng đau xót. Đúng lúc này lại thấy có mấy tên lính đánh thuê xuất hiện, làm hai người vội vàng phải rút chốt một quả lựu đạn. Thấy thế đám kia vô cùng sợ hãi quay đít bỏ chạy ngay lập tức. Vừa ra đến xe bọn chúng đã cùng nhau xả súng vào trong. Thành Long và Chuyết thì không có cách nào để chống trả, chỉ biết lấp mỗi người một góc chờ cơn mưa đạn qua đi. Đúng lúc này Thành Long lại nhìn thấy dưới đất có một đống lựu đạn, thế là anh đã liều mạng nhảy ra, nhặt từng quả lựu đạn ném cho Chuyết để anh ta ném ra ngoài. Sau một lúc phối hợp nhịp nhàng cuối cùng cũng đã dọa được đám lính đánh thuê kia bỏ chạy. Cơn mưa đạn cũng qua đó dừng lại. Trải qua cuộc hoảng loạn, hai người khi này đã chung một kẻ thù, đó chính là tên Owen độc ác. Qua đó bọn họ quyết định sẽ bắt tay nhau hợp tác đối phó với hắn ta. Rồi Chuyết dẫn Thành Long cùng cô con gái về ngôi làng của mình và cùng nhau lên kế hoạch cứu người và tiêu diệt tên Owen. Trong khi đó giáo sư cùng trợ lý của mình đã bị dẫn đến nhà máy lọc dầu. Owen yêu cầu bà giao ra chiếc USB khởi động hệ thống điều khiển, nhưng dù hắn có nói gì thì giáo sư vẫn không làm theo. Để gây thêm sức ép, Owen đã trực tiếp nổ súng tiễn một người trợ lý xuống suối vàng.
ai ngờ bà ấy vẫn rất ngoan cố. Thế là hắn lại nổ súng trừ khử thêm một người nữa. Lúc này giáo sư đã sợ sắp tái ra quần, như biết rằng nếu đưa ra chiếc USB thì đúng là thảm họa cho đất nước. Qua đó bà vẫn quyết chảy cối đến cùng. Thật không ngờ Orwell lại là người rất xảo quyệt. Hắn lột mặt lạ người trợ lý cuối cùng ra và đó chính là con trai của giáo sư. Nếu bà vẫn cố tình không đưa ra chiếc USB kia thì con trai bà chỉ còn con đường chết. Đến lúc này giáo sư Chang không còn lựa chọn nào khác, đành phải khai ra chiếc USB đang ở trong túi sách của cô con gái Thành Long. Thế là Orwell ngay lập tức sai người đi lấy nó về. Không lâu sau bọn chúng đã có mặt tại ngôi làng của Tweet. May mắn cả Tweet cùng Thành Long đã kịp phát hiện ra, qua đó lại phối hợp với nhau hạ gục từng tên kẻ tung người hứng xử lý từng thằng một cách gọn gàng, khiến đám này mất quá nhiều người đành phải phát ra hàng khủng. Cứ vậy khai hỏa về phía Tweet, làm anh phải liều mạng nhảy xuống từ ngọn tháp cao, vì thế mới may thoát chết trong gang tấc. Nhưng anh biết rằng nếu bọn họ vẫn cố tình chống cự, rất có thể cả ngôi làng sẽ bị phá hủy. Thế là Tweet đã đến trước mặt đám kia, hỏi xem chúng tới đây với mục đích gì, và nhận được câu trả lời chính là chiếc túi sách của cô con gái Thành Long. Ngay lập tức Tweet liền chạy vào nhà lấy chiếc túi đó, mặc kệ cho cô gái ngăn cản. Sau khi lấy được chiếc túi, đám người kia cũng thu quân. Lúc này bố con Thành Long mới hỏi tại sao Tweet làm như vậy, thì anh giải thích đây là gia đình của mình, vì nếu anh không làm thế sẽ có rất nhiều người vô tội ở đây bị hại. Tweet sau đó cũng hỏi ngược lại đám người kia lấy chiếc túi đó để làm gì, thì cô gái bảo rằng bên trong có chiếc USB kích hoạt hệ thống điều khiển của nhà máy lọc dầu. Nghe thấy vậy, Thành Long cũng đoán ra được kế hoạch của Orwell. Anh ta sẽ ăn trộm dầu của nhà máy sau đó bán ra nước ngoài, số lượng ước tính có thể lên đến hàng triệu thùng. Để Orwell đạt được mục đích thì đúng là thảm họa, vì thế bọn họ phải nhanh chóng ngăn chặn kế hoạch đó. Rồi cứ vậy Thành Long để lại cô con gái, sau đó cùng Tweet lên chiếc xe tải phản lực đi tới nhà máy. Lúc này Orwell đã có được chiếc USB, hắn ta dễ dàng kích hoạt hệ thống điều khiển, cứ vậy mở toàn bộ hệ thống van chứa, khiến dầu chảy thẳng vào đường ống dẫn ra chiếc tàu khổng lồ đã chuẩn bị trước. Ước tính phải mất 24 tiếng dầu mới đổ đầy được con tàu này. Phía bên ngoài xe của nam chính cũng đã tới nơi, họ dễ dàng đâm qua cửa bảo vệ tiến vào trong nhà máy. Đám người của Orwell cũng rất nhanh ập đến, khiến hai người lần nữa phải chia nhau ra xử lý. Tweet thì dùng sức mạnh của mình hạ gục từng tên, cứ một thằng lao đến là một thằng chết, không tên nào chịu quá được một đòn của Tweet. Trong khi đó Thành Long lại rất uyển chuyển, nhảy lên đường ống dụ đối phương đuổi theo, đến khi này anh mới tung ra những đòn dứt khoát hạ gục bọn chúng. Lúc này Orwell cùng đồng bọn cũng định lên xe tẩu thoát, thấy vậy Tweet mới tự mình chạy bộ đuổi theo. Anh đã chạy nhanh hết cỡ nhưng kết quả vẫn để Orwell chạy mất. Đúng lúc này con gái Thành Long lại từ đâu lái xe đi đến, thì ra vì lo cho bố nên cô muốn tới đây trợ giúp. Tweet cứ vậy lên xe bảo con gái Thành Long lái xe đuổi theo Orwell, còn Thành Long thì giải cứu mẹ con giáo sư. Nhưng đối đầu với anh là một con quái vật thực thụ, hắn vừa võ công cao cường lại có sức mạnh vượt trội, chỉ bằng mấy chiêu đã đưa Thành Long vào thế yếu. Để ngăn cản tên đầu chọc này đi làm hại giáo sư, anh chỉ còn cách dùng vòi cứu hỏa xịt vào mặt hắn, sau đó đu dây nhảy lên kéo đối phương xuống sàn. Nhưng cũng vì thế khiến hai người ngập trong bọt cứu hỏa, khiến bọn họ vừa phải lau mặt vừa phải đánh nhau. Tuy vậy Thành Long lúc này lại tỏ ra kinh nghiệm hơn hẳn, anh lừa móc dây cáp vào người đối phương, sau đó đu mạnh khiến tên đầu chọc chui tọt vào chiếc máy gần đó tử vong. Mẹ con giáo sư lúc này cũng được cứu. Rồi anh bảo bà hãy ngăn chặn quá trình bơm dầu, còn anh sẽ đi giúp Tweet hạ tên Orwell. Phía còn lại Tweet chẳng ổn chút nào, khi liên tục bị xe của Orwell xả đạn, cô gái chỉ còn cách lạng lách đánh võng để tránh đạn, nhưng không may phi vào đúng bùa đất, khiến chiếc xe cứ vậy lật nhào. May mắn cả người vẫn bình an vô sự. Đang khi bọn họ cãi nhau làm thế nào để đuổi theo tên Orwell, thì bất ngờ phát hiện ra Thành Long đã lái chiếc xe phản lực tới, làm cả hai vội vàng chạy ra chặn đầu, rồi cứ vậy lên xe tiếp tục đuổi theo tên trùm. Nhưng bọn họ đã bị hắn bỏ lại một khoảng cách khá xa, làm Tweet phải kích hoạt chức năng đặc biệt, khởi động hệ thống phản lực phía sau. Chiếc xe rất nhanh đã đạt tới tốc độ âm thanh, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra đoàn xe của Orwell. Tốc độ quá nhanh khiến Thành Long không thể làm chủ được chiếc xe, khiến nó tông trực tiếp vào chiếc xe tải của Orwell, làm cho chiếc xe ấy phát nổ, cứ vậy rơi vào xe của tên Orwell, làm tên tài xế tử vong tại chỗ, còn tên trùm thì bị thương nặng, nhưng hắn vẫn cố lái xe tẩu thoát. Thấy vậy Thành Long cũng ngay lập tức lái xe đuổi theo. Ai ngờ chiếc xe sau cú va chạm lại bị tụt dây xăng, không còn cách nào khác, Tweet chỉ đành đi cắm nó vào đúng vị trí để nó không bị tuột ra, ở bên ngoài để giữ nó. Lúc này Thành Long cũng khởi động hệ thống phản lực, khiến chiếc xe vút đi như một quả tên lửa, cứ vậy cắn thẳng vào chiếc xe của tên Orwell. Ai ngờ phía trước lại có vực thẳm, để thoát thân Thành Long cùng con gái chỉ đành ôm nhau nhảy ra ngoài. Tên Orwell cùng chiếc xe cũng vì thế mà rơi xuống vực, Thành Long cùng con gái thì may mắn rơi vào được một mỏm đá. Trong khi hai người nghĩ Tweet cũng đã hy sinh, thì bất ngờ anh lại kêu cứu ngay dưới chân bọn họ. Hóa ra Tweet cũng đã kịp thời nhảy khỏi chiếc xe, nhưng có một vấn đề lớn là làm sao bọn họ thoát được ra khỏi đây. Ba người gọi khản cả cổ nhưng chẳng ai nghe thấy. Tuy vậy nhờ công sức của ba người mà kế hoạch trộm dầu của Orwell đã bị ngăn chặn. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye!